Xin chào, tôi là Văn Tuyến. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật chuyền ngắn sút bóng bằng lòng bàn chân hiệu quả. Bước 1 là khóa cổ chân, giữ cố định cổ chân khi tiếp xúc bóng. Bước 2 là mở lòng bàn chân ra vuông góc với chân trụ để tăng diện tích tiếp xúc bóng. Bước 3 là giữ mũi chân trụ hướng thẳng mục tiêu. Chú ý, lực truyền sút bóng bằng lòng đến từ việc bạn lấy đà chân. Ngoài ra, lực đẩy ra phía trước khi tiếp xúc bóng cũng giúp tăng sức mạnh cho cú đá. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và tôi là Văn Tuyến.